Alo em. Cũng được. 9 tướng 8 tướng cũng được. Tạm tạm được. Mà nó cũng nhiều. Chuyện này cũng khó đấy. Này ngoài này không ra đồ mà đẹp cũng khó mình đấy. Cần mình mua thêm con Sephira nhé. Nếu mà 9 tiền 10 tiền thì thôi. Thêm gì em nhỉ? Sát thủ này đi. Sẽ đồ xấu thế. Sát thủ nha, thêm này nha. Shifura, ma pháp nghị viện hai con này. Sát thủ này. Mà có đừng tanh đi. Lên 4 tướng cũng được em ơi. 4 tướng con này xong rồi cho con Sephira vào tay cũng được. Nhân đấu sĩ khỏe quá. Trừ nhiều. 9 vàng. This money came in too soon. Too soon. Nói ít câu tí tiền vậy. Chấp nhận thôi, mình lấy được 3 con 4 vàng. Và đấy cũng khỏe. Nhiều được sĩ lắm. 4 thằng, đâu rồi? Bán mất rồi. Nhà này đỡ mềm này. Mềm hơn một chút. Trời này là một ván trợ thủ được em ơi. Oh, this money came in too soon. Too soon. Fame just came in too soon. Dòng thế mà vẫn thổi được vào hai con mình nhỉ. Dòng đánh thích nhỉ. Sao các bạn có Omen 2 rồi này. Đấy, chém nhau kìa. Như con đấy bố. Thôi, sự cống hiến của bạn đã được ghi nhận. Bạn đi được rồi. Được một số quá. Nhưng chế độ 4 vàng này anh em ai cũng nghèo nhỉ. Ai cũng phải là người nghèo. Ôi ơi. Ôi trời xấu thế. Nãy giờ đang có một cái form thổi đẹp ơi đẹp nhưng lại thổi xấu.
Không sao, hồi xấu có đồ đẹp. Nào, xin cái đồ đẹp nào. Học đại pháp sư. Okay. Ôi dồi ôi, ba đồ này khó thế, là cái nào bây giờ? Sách thánh nhỉ? Thánh đi. Đang có ba đồ. Mình nghĩ là chơi được anh em ơi, nó sẽ ưu tiên được một phát. Hên xui. Tùy vào sự may mắn của bản thân anh em ơi. Rồng mày bị bế lên thì thôi cho nó bế lên. Nào. Bế lên rồi này. Nắc. Ulti đánh thường, hai phát đánh thường. Ba phát đánh thường. Ulti. Ui trời ơi, chậm một giây. Ây trời ơi. Cái thế nhở. Xiva. Khổ đây, một trận đấu khó khăn đấy. Trời ơi. Không biết phải nói gì hơn. Thích cái hệ gì nữa, nô mạng cũng có voi. Trận này mình chắc định đánh trợ thủ anh em ơi. Một này, hai này, ba này. Ok, ulti ulti ulti. Ok, mày qua được một tí được phát. Đó, thế thôi. Chỉ một phát ulti thôi mà anh em. Bao nhiêu máu cho mình. Thôi. Lên hai nát ám rồi còn chơi gì thú. Sách thánh ngon đi. Kìa lấy thú cũng được đây. Mày bài liên tục luôn. Cân luôn này, ô ghê gớm thật. Chưa ai bảo con sách thánh Nakoth không khỏe đâu. Khỏe mà gỡ gạc được nhiều đấy, đầu game đấy. Sắp đánh trợ thủ rồi vì... Trợ thủ... This money just came in too soon. Too soon, Phoenix came in too soon. Còn rắc vào giữa thôi anh em ơi. À, thêm con Dumbo vào giữa nhầm rắc. Trận này đánh những kiểu dễ dụa thật đấy anh em ơi. Vừa này có thêm cái Ngọc Đại thương xuyên phá thì ngon này. Cũng được ha. Rồng này không cần thổi đâu, rồng này sẽ thổi đần đần thôi. Không cần thiết. Pha thổi đần đần không cần thiết. Diêu không cần lên 2 đâu. Ê đủ 4 trợ thủ rồi đấy. Nhiều rồng không? Là con, vẫn là con gánh thôi anh em ơi. Không gì mới lạ cả. Câu chuyện xưa cũ thôi. Tao này đi luôn được. Không cần tự có can thiệp hai bạn nữa. Cầu trời ơi, Nakoth ulti được thôi anh em ơi, còn lại không cần điều gì nữa. Hai phát đánh thường, ok ulti luôn. Đó, thế thôi. Chỉ cần có vậy anh em ơi. Ba ulti đáng giá cả tỷ vàng ấy chứ. Bán thần chắc không cần nhỉ. Cần bán thần không? Thêm Ngọc Đại Pháp Sư nữa thì đúng 10 điểm luôn này.
gần được. À, mình cần một đồ cho con thên thì mình chơi thên anh em ơi. Don't you know that's what I get with you. Magic cho floor cũng được, là cho floor đi, rồng này làm cảnh thôi, đủ cho floor là một con rồng làm cảnh hợp lý đấy. Rồng làm cảnh được việc phết này anh em. Có liêm ú tị rồng làm cảnh cho thấy cũng ok nhỉ, nhưng mà cũng chỉ mong chờ đầu tiên được một phát thôi, phát thứ hai là không còn tướng mà thổi. Nhưng mà mình không cần nguyên tố nhỉ. Như từ nãy giờ mình quên mua một Alice thế sao ấy. Để ý nhá anh em nhá, mất con Roman thì cũng mình quan trọng. Hai thương bắt tay bên kia, một bên thương bắt bên này. Thương bắt giữa. Chịu anh em ơi. Về hết từng đánh nhà, nhiều nhà. Shall I compare the ôi con rồng này, trần rồng đần rồng này. Ghét thật trời ơi. Nó có vũ tí sớm hơn anh em ơi. Con này em vũ tí sớm hơn một chút. Nó có 2. Và sao đấy? Rất nhiều sao đấy. Quá. Đặt cót 2, ok. Chút tự tin hơn. 16 phát sau lên luôn nhé. Don't you know how I get when you're anything else around? It's cool. Đây luôn thôi nhỉ, mình cũng chả cần tìm gì nữa. Không cần tìm gì nữa, cho Sephira nó hồi máu lại thôi. Chứ bây giờ để bảo tìm con thêm từ bây giờ cũng hơi khó. Floor này thì mình chắc là để lên floor 2 vào cầm máu thôi, không thì thôi. Không đam mê. Mình tìm là Nakod nốt thôi, xong rồi cuống lên vòng 9. Mình nghĩ là tầm này tướng là
lấy được ấy, lấy được ấy, không phải không lấy được đâu, mình không lấy được đâu, hơi khó lấy thôi, nhưng mà hôm nay có hai kia cũng tạm tạm được, hai lần một tí này. Gì giết con rồng kia, rồng kia không không lấy được rồi, nhưng mà khả năng khó lấy quá. Trận này kia đánh thú ngon, chọn lên sai nền văn minh. Chắc nó rồng không? Rồng thổi luôn rồi nó bút mana sang. Trong cái hopeless thế nào nhỉ? Hopeless quá. Tố ra giết được nhà này bây giờ, nhà này trâu như chó rồi. Chứ bây giờ không lên 9 cũng không để làm gì anh em. Rất cần con thêm. Thay đổi thế này một chút này. Làm một chút đi. Dòng giữa thổi nó cho nó dễ hơn một chút. Một thương bắt đáy bên kia, thương bắt giữa, thương bắt đáy bên kia. Rồi đẹp này. Rồi xấu thế. Nakot cũng bị dí. Trời ơi, Darcy đã đi bộ lên. Phát ông tim phát đẹp này. Đúng truy hồn. Mấy con rồng vào đầu thổi xấu thật. Không đeo để không để con rồng giữa nhỉ, không để con rồng chéo chéo tí nó thổi vẫn kia đẹp hơn. Trông đáng lo ngại thật. Chéo chéo tí cho con Nakot bắt buộc chui xuống cả. Kệ đi, chơi con rồng đang đây đi. Chơi góc này tiếp đi. Hay này, con này dây dắt từng cả hai bên này, cả cánh phải cả cánh trái này. Đấy, hơi may em. Này, con cắt hai xong cho vào nhỉ? Con cắt hai vào là mình chết luôn. Sắp lấy được lên giai đoạn có thân thêm rồi anh em ơi, có đi rock luôn này. Xịn đét. Đi rock à? Đi rock ở đây đi. Là đi rock ở đây được.
Trông hơi kỳ nhỉ, nhưng mà nghĩ là ok đấy. Kiếm con von cát nữa thôi. Rồng thổi được luôn này. Na cóp xuống này, nó ulti chậm chậm này. Na cóp kia trâu thế. Con liêm đánh thương. Ê hè 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 vẫn trâu. Cần một cái thương em ơi, quả có một cái thương là mình chơi được nhá. Mình chơi ngon luôn ý. Nghe tên truy hồn nhỉ? Có thể thủ đi. Về à. Về là lên chơi đi. Em có. Kịp nhìn để thay đồ em ơi, phải tìm cái con đổi đồ sang cho con Nacot để cho con Nacot ulti sớm hơn một tí mà nó không kịp. Ôi thật, phải thoát cả team anh em. Cái bổ phát đâu em, trời ơi em bị choáng rồi à. Em bổ đâu em thên. Bổ phát đi em, nói chuyện với anh đi em. Ờ rồi trộn được. Sao phải nói chuyện với anh chứ em, trời ơi. Communication. Dùng quá Nacot nó không kịp ulti anh ơi. Đấy, mình định để đồ này sang cho này rồi cho con này, cho con cốt này, cho con cốt nó ulti sớm hơn một tí. Đọc tìm anh quá em ơi. Đi đu không cần. Nó chặt đâu. Mày đâu, mày đâu giỏi. Nó giống ulti luôn nhỉ. Sephira lại chả làm gì, nó giống ulti luôn. Đó, mình đang thay đồ sang tôi mà. Mày đau tim quá. Thêm góc kia, đáy góc kia, đáy kia, đáy kia, đáy kia, đáy kia, tất cả đáy kia hết này. Ok, cho hết sang cả đáy bên đấy đi. Đồng thổi đẹp này. Là có ulti này. Ok này. Lên bộ một phát. Một nhổ. Mày đi 2. Bốt bộ. Bùm, ok chưa. Và từng người một. Mình vẫn cần quả ấy anh em ơi. Quả phong cát. Cát sách thánh sẽ ưu tín. Nacot mới sẽ cầm hết tất cả các đồ mà mình có thể ném cho Nacot. Đồng 2. Cần đi được. Nhất quyết không ra Nacot rồi, à không ra con cát rồi anh em ơi. Xuân 3. Thương bắt đáy, teo ulti đẹp thế. Ê, teo ulti góc đấy nó đẹp quá, rồng nó thổi góc này đẹp quá. Mình không chạy đâu được. Không sao rồng mình thổi được luôn. Này này, góc này lại thổi đẹp quá. À đâu rồng đi không có mana kìa, ui. Rồng có mana thì dở rồi bạn ơi. Phát ulti. Nhưng mà giờ rồi. Lần 3 đánh được mình không? Bài trông khỏe điên. Trời ơi, con cắt 2, thêm 2. Chuẩn bị con teo 3 nữa. Ui ui. Khó cái này là ăn top 3 rồi anh em ơi. Mua này làm gì đâu. À đấy rồi. Chờ một chút nhá, để phòng ra cái shot, tăng shot tướng mình mua thêm Lady vào. Sách thánh à, thế bây giờ nhá. Bây giờ nhá, tất cả đồ thắng cho Nacot nhá, thích chưa?
Nói các bạn thích chưa? Các đồ này, cầm đồ này đi. Thêm một góc là có một góc. Nó một con rồng nó sẽ phải tự thân vận động hai phát đánh thường thôi. Bây giờ mình phải chơi con cắt mình cẩn thận anh em. Con cắt mình sẽ làm đến chuyện. Cứ một phát từ phát là mình bán Lily nhé. Bán Lily, bye bye em. Cống hiến rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, nhiều lắm cho đội anh. Anh rất biết ơn em. Này sẽ trang cho con rồng này, cho Nakot ulti luôn này. Này sẽ cho con thêm được này, thế này cho con rồng, thêm cho Nakot. Thêm mình không có choi, thế mình không thêm mình không được gặp ai cả. Nghĩa là von cát mình sẽ gặp bạn kia, bạn teo kia ulti thẳng luôn, von cát mình chắc không sống được. Ngoại trừ khi mình để con này lên đây một trước. Đó, thế là con teo sẽ ulti vào con này. Và von cát mình sẽ sống thêm một vài giây. Nhảy, ok. Những gì dự định anh em. Mà con cát mình không không ulti được nhiều. Bùm, ok. Ui mà không thắng được, bạn này khỏe quá. Cố gắng hết sức rồi đấy. Đỡ được. Mình còn vòng cắt 2 mẹ sống. Quá. Chịu. Choi, chịu cái choi. Không có choi rồi. Chơi bổ liên tục không nhỉ, hay sách thánh cho con thên nhỉ, bổ liên tục nhỉ, hai này cái nào ngon hơn cho con thên nhỉ. Này đi xem nào. Đây nhá, theo lý thuyết nhá, con teo lại ulti vào đây tiếp này, thêm bắt đáy này, thêm bắt đáy xuống đây vừa đủ. Đó, theo lý thuyết là nó phải như thế. Đó, con cát mình vẫn choáng đằng kia này. Nhảy được thêm phát nữa này. Con cát vẫn choáng được này. Thêm bổ phát cuối này. Hồi máu này. Ê! Không thể tin được, trời ơi. Lý thuyết. Lý thuyết. Lý thuyết. Lý thuyết. Lý thuyết. Ờ, lý thuyết. Ơi giời ơi. Ơi giời ơi, thật là lý thuyết mà. Đam ở đâu? Đam ở rồng. Không hiểu con đấy đam một rồng kiểu gì nhưng mà nó vẫn đam một rồng đó. Không hiểu sao con rồng ở đây nhiều đam nhất nhở. Sao lại thế nhở. Ôi giời, lý thuyết quá. Thôi anh em ơi, mình đây kết thúc rồi. Anh em thích clip trên thì hãy like, subscribe và gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.